Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá những đóng góp nổi bật của ngành nội chính năm qua là thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược cả trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó quan trọng nhất là việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực, tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm. Số vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra xử lý tăng gấp 2 lần, số tài sản tham nhũng được thu hồi tăng 18.000 tỷ đồng so với năm trước. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung tham mưu thực hiện nghị quyết số 27 về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, kết hợp giữa xây và chống, chủ động phòng ngừa sai phạm, giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng pháp luật trên một số lĩnh vực, không để xảy ra lợi dụng, vi phạm. Tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát.